Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream về dành đồ gì. Và video ngày hôm nay sẽ tiếp tục lên cho quý anh chị những mã quần hàng hiệu trong kiện hàng Nhật sale đồng giá là 250.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào thì xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để được dành đồ gì tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Và thời gian làm việc của nhà dành đồ gì sẽ là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ tối, trừ khoảng 1-2 tiếng thời gian nghỉ trưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Rồi, sản phẩm đầu tiên của chúng ta sẽ là một con quần đến từ thương hiệu Mizuno. Quý anh chị có thể thấy là chúng ta có một cái tác gia của Mizuno ở đây. Mizuno thì là một cái thương hiệu của Nhật Bản. Đó, quý anh chị có thể thấy con quần này có một cái cúc đồng rất là xịn sò đây. Đó, form dáng sẽ là một cái form dáng tương đối là vừa phải cho quý anh chị. Đó, đây. Rồi, mã bên này sẽ là mã K503, chiều dài sẽ là 93, bụng là 68-78, đùi là 26. Và cái ống của chúng ta là một cái ống thiết kế có cái phần dây đai như này. Có thể là quý chị chúng ta thu nhỏ lại sao cho vừa vặn với cái chân của mình là được đó. Con này sẽ là một con chất liệu rất là mỏng nhẹ, độ không có co giãn ở đây đó. Con này sẽ là không co giãn. Chất liệu của em nó sẽ là một cái độ dày rất là vừa phải để quý chị chúng ta mặc lên cực kỳ thoải mái đó. Chúng ta có hai cái túi ở hai bên này, đằng sau chúng ta cũng có túi luôn. Túi của nó sẽ là cái túi thiết kế túi khóa như này, vì chị chúng ta đựng đồ ở đằng sau thì cũng không sợ là mất. Đấy, có cái khóa này bảo vệ được đồ đạc của mình đó. Con này thì chúng ta sẽ có những cái có đai quần nếu như mà chúng ta cần sử dụng thêm dây lưng, nhưng mà khả năng con này chúng ta không cần đâu vì chúng ta có thêm cái chun ở đây rồi nên là mặc rất là dễ. Màu này cũng là một cái màu mặc tương đối là trẻ trung, cái màu be đó. Màu ở ngoài ở trên video như sao thì ở ngoài y vậy thôi đó. Một cái con form dáng tương đối là nhẹ nhàng cho quý anh chị. Mã sẽ là K503, chiều dài 93. Quý anh chị chúng ta ưng mã này thì có thể là liên hệ cho dành đồ gì để đặt hàng. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu kaki. Con này tương đối là to này, con này tương đối là rộng. Quý anh chị nào mà chúng ta form size người hơi to một chút có thể lựa con này. Con này sẽ có mã là K504, chiều dài sẽ là 102, bụng là 94-108, đùi là 34 và ống là 20. Mã 504, K504 đó. Con này cũng là một cái thiết kế đơn giản thôi, form dáng suông, quý anh chị chúng ta mặc mặc rất là thoải mái, lên form cực kỳ là ok. Con này sẽ là một cái chất liệu kaki hơi co giãn nhẹ một chút, quý anh chị chúng ta yên tâm giặt máy giặt những con này thì cũng không bay không xù đâu đó. Con này là một con form dáng đơn giản, dễ mặc dễ dùng, màu sắc tương đối lên rất là trẻ trung cho quý anh chị. Mã là K504. Đây, toàn trạng của em nó sẽ là như thế này. Form em này thì khá là to, quý anh chị nào mà chúng ta phải đô đô một chút mặc con này mới khả năng mới vừa được đó, tương đối là to và rộng. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu đen này. Một con màu đen form dáng cũng đơn giản basic, cũng không có gì nhiều để giới thiệu với con này. Một con cực kỳ đơn giản, thích hợp cho quý chị chúng ta mặc đi chơi đi làm đều được hết. Con này sẽ là một thiết kế của Uniqlo, chúng ta có một cái tag Uniqlo cực kỳ là xịn sò bên trong như này đó. Một con hàng chính hãng của Uniqlo, thiết kế của họ thì tương đối là đơn giản thôi. Chất liệu thì yên tâm là con này chất liệu cực kỳ dày dặn này, dày dặn và có một cái độ co giãn nhẹ cho quý anh chị mặc cực kỳ thoải mái. Ống sẽ là một cái ống có bo chun như này, lên form cực kỳ gọn gàng cho quý anh chị. Đây, độ chun giãn vẫn còn rất là ok đó. Sờ cái chất của em này sẽ là một cái chất rất là mềm mịn, mặc cực kỳ là thoải mái đó. Con này sẽ là một con rất là ok trong cái live ngày hôm nay. Quý chị chúng ta đang tìm những cái sản phẩm mà lên form mặc thoải mái, có tính hữu dụng cao, sử dụng trong đa số các trường hợp thì có thể là sử dụng con này đó. Anh chị mặc đi chơi đi làm đều được hết, và cái phối đồ với những cái em màu đen basic như này sẽ rất là đơn giản đó. Anh chị có thể thấy con này mặc lên cực kỳ là thoải mái luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là một con màu xanh. Con màu xanh này sẽ là một cái màu tương đối là khó dùng. Thật sự là cái con màu xanh như này tương đối là khó dùng. Quý anh chị chúng ta nếu mà ai mà thích những cái con màu như này, thích những cái thể loại quần áo màu sắc á, thì có thể là lựa những cái con như này. Mã sẽ là K506, chiều dài sẽ là 97 này, bụng là 76, đùi 30 và ống là 19. Đó. Con này sẽ là một con chất liệu kaki không co giãn, mặc con này cực kỳ là đứng form. Tuy nhiên con này thì anh chị nào mà chúng ta thích những cái con màu sắc thì có thể lựa con này. Thực ra nếu như mà quý anh chị chúng ta hay phối những cái con kiểu màu sắc như này thì phối con này cũng không hề khó đâu. Đó. Mã sẽ là K506. Rồi, con này tương đối là hai túi, sẽ là một cái túi rất là to và rộng như thế này. Đằng sau chúng ta cũng có túi luôn. Đó.
Cạp thì sẽ là cái cạp chun, đằng sau là chun này. Đằng trước thì chúng ta có cái thiết kế khóa cúc như này, mà cũng rất là lịch sự, quý anh chị có thể là mặc đi chơi đi làm đều được. Rồi nếu như mà quý anh chị chúng ta ước những cái màu như này, có thể là liên hệ để đặt hàng hôm nay. Tiếp theo là chúng ta có một con màu đen tiếp. Chúng ta đã có một thiết kế màu đen. Con này sẽ là của S&M. Thương hiệu S&M thì là một cái thương hiệu thời trang khá là nổi tiếng rồi, chắc là quý anh chị ta đều biết. Con này sẽ là một con form dáng cũng tương đối là đơn giản basic. Gấu quần sẽ là một cái thiết kế bo chu như thế này. Đó, mặc lên sẽ rất là thoải mái và nó rất là gọn gàng nữa. Con này sẽ là mã K507, chiều dài sẽ là 7, chiều dài sẽ là 96, bụng là 78-90, đùi 29. Cái ống này là ống chu, chúng ta mặc chắc là chân ai cũng vừa. Đó, rất là co giãn còn rất là tốt. Con này sẽ là một cái chất liệu không co giãn. Đó, vải không co giãn. Những con quần như này thì cái chất liệu của nó thì có cái độ dày vừa phải thôi, không quá là dày, không quá là dày, nhưng mà yên tâm là không mỏng. Đó, mặc lên rất là đứng form ok quý anh chị. Mà con này thì cực kỳ là thoải mái. Đằng sau chúng ta có cái thiết kế túi này, quý anh chị chúng ta có thể là đựng đồ, đựng ví, tiền, điện thoại vào đây, rất là ok. Rồi, mã tiếp theo sẽ là một con quần kaki màu xanh than như này. Đây sẽ là một cái con quần mà để sử dụng được rất là nhiều. Đó, con này sẽ sử dụng rất là tốt. Mã sẽ là mã K508, chiều dài của nó sẽ là 101 này, bụng là 78-88, đùi 27 và ống là 15. Con này sẽ là một con kaki chất liệu co giãn. Form của em này nhìn rất là thích, form này nhìn cực kỳ đẹp. Form nó sẽ là một cái kiểu hơi ô một chút, nhưng yên tâm là mặc vẫn thoải mái. Con này mặc nó sẽ là một cái kiểu rất là gọn gàng. Đó, nhìn rất là đẹp. Còn một con của Uniqlo, đây là một con của Uniqlo. Quý chị có thể thấy là trên cúc cũng in dòng chữ là Uniqlo ở đây. Đó, một con cực đẹp của Uniqlo. Con này quý chị chúng ta đừng bỏ qua con này. Chất cực kỳ đẹp, từ form dáng đến chất liệu không thể chê vào đâu được. Đó, em sờ chất liệu vải của em này cực kỳ là thích tay, nó sẽ co giãn rất là tốt cho quý chị như thế này. Đó, cực kỳ là mềm mịn, đảm bảo cái chất vải kaki này chúng ta không lo là bị bay bị xù. Đó, chúng ta có những cái túi, thiết kế túi này, đằng sau cũng là túi như này. Con này thì thiết kế đơn giản thôi, nhưng mà cái tính hữu dụng của nó rất là cao. Quý chị chúng ta có thể mặc trong tất cả các loại trường hợp, đi chơi, đi làm đều được. Đó, và phối đồ với em này cũng tương đối là đơn giản thôi. Cái màu xanh than này là một cái màu tối màu. Đó, nên là quý chị chúng ta phối với rất nhiều đa dạng các thể loại quần áo và phong cách khác nhau. Đó, mã là K508. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con quần jean. Con quần jean này, con này thì form dáng cũng khá là hay. Con này thì sẽ là một cái kiểu mặc rất là thoải mái, nhưng mà nó sẽ là cái kiểu không phải là quá dài. Con này sẽ mặc kiểu vừa vặn thôi, vừa phải thôi. Đó, mã sẽ là K509, chiều dài sẽ là 87, bụng là 84-92, đùi 28 và ống là 17. Con jean này sẽ là một con jean nó hơi pha bạc bạc ở cái thiết kế ở đùi với cả gấu quần ở đầu gối như này. Đó, nó sẽ hơi bạc bạc như này. Thiết kế của nó là thiết kế như vậy. Quý anh chị chúng ta thích những cái màu như này thì có thể lựa này. Đó, con jean này thì chất liệu cũng khá là mềm mịn thôi. Jean này là một chất liệu rất là mềm mịn này, có độ co giãn nhẹ cho quý anh chị, đảm bảo mặc con jean này rất là thoải mái. Nó không phải là những cái jean chất liệu thô cứng đâu, quý anh chị yên tâm. Đó, hàng nhà sành đồ chi là đều được tuyển chọn rất là kỹ càng rồi. Ở đây, chất liệu cực kỳ là êm, sờ rất là mềm mịn tay luôn. Túi này, túi to rộng cực kỳ thoải mái cho quý anh chị đằng sau này. Lên form cực kỳ là trẻ trung. Cái form của nó sẽ là một cái form tương đối là vừa phải thôi, nó không phải là quá dài. Mã sẽ là K509. Đó, quý chị chúng ta ưng thì có thể là nhấc em này. Rồi, tiếp theo sẽ là một con màu xanh rêu này. Con màu xanh rêu này thì con rêu này nó sẽ hơi đậm hơn con vừa rồi một chút. Con rêu này hơi đậm. Đó, con này sẽ là một cái thiết kế ống tương đối là gọn. Ống gấu của chúng ta thì bo chu như thế này. Đó, con này tương đối là gọn gàng, mặc khá là ôm. Nếu mà quý chị chúng ta thích những cái form dáng mặc ôm một chút thì có thể lựa con này. Mã là K510, chiều dài sẽ là 95, bụng là 72-86, đùi là 26. Ống của chúng ta là được cái thiết kế bo chun, cái độ chun giãn còn rất là mới, còn rất là cao. Đây, cả quần cũng là cái cạp chun như thế này. Đó, cái độ co giãn còn rất là tốt, quý chị chúng ta yên tâm về cái độ mới của cái lô quần này ngày hôm nay. Đó, đa số các sản phẩm đều còn rất là mới. Đó, chất lượng thì ok rồi, không có vấn đề gì cần phải bàn cãi. Mã là K510, form dáng tương đối là ok, mặc lên thì nó sẽ hơi ôm một chút. Đó, đảm bảo là vẫn thoải mái mà vẫn gọn gàng. Rồi, tiếp theo này sẽ là một con quần màu
kaki, nó hơi như kiểu màu nâu nhạt một chút. Con này thì khá là tây, trông con này tương đối là tây. Con này sẽ là một cái form dáng suông, mặc cũng tương đối là basic đơn giản. Mã là K511, chiều dài sẽ là 94, bụng là 86-98, đùi là 30 và ống là 18. Con này tương đối hay, con này là một thiết kế của nhà Uniqlo. Chúng ta có một cái tag của Uniqlo cực kỳ là xịn sò ở trong đây. Đó. Thường thì những cái form quần của Uniqlo thì nó thường đơn giản basic như thế này, vì chị có thể là sử dụng hàng ngày được. Đó, đi làm đi chơi đều được hết. Cái màu này cũng là một cái màu lên rất là trẻ trung. Đó, form giá mặc rất là thoải mái cho quý anh chị. Mã sẽ là mã K510. Đó, rất là đẹp, quý anh chị chúng ta yên tâm về chất lượng cũng như kiểu dáng lên rất là dễ dàng thôi. Rồi tiếp theo này, ta sẽ có một con quần tương đối là to như này. Con này form khá là to. Quý anh chị nào mà chúng ta phải cân nặng lớn một chút thì chúng ta mới mặc được em này. Form em này khá là to. Đây, thông số của em nó sẽ là chiều dài là 105 này, bụng là 82-96, đùi là 34 và ống là 20. Một con của Gramercy. Thương hiệu thì họ đã in ở trên cái túi như thế này. Đây, bên trong chúng ta vẫn có cái tag của nó. Vẫn còn nguyên tag mark cho quý anh chị. Đó, con này sẽ là con kiểu jean. Con này thì sẽ không có giãn đâu, không có giãn. Cái ống của nó cực kỳ to này, quý chị mặc rất là thoải mái. Con này thì sẽ phù hợp với quý chị nào mà chúng ta thể hình hơi đô đô một chút, mà con này thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, hoặc quý chị chúng ta muốn mặc kiểu rộng rãi thì cũng có thể là bon chen em này. Mã sẽ là K512. Và em xin nhắc lại thông số quần sẽ là dài 105 này, bụng là 82-96, đùi 34 và ống là 20. Đó, quý chị có thể lựa em này, mặc rất là thoải mái. Một con chất liệu jean tương đối là dày dặn và nó sẽ không có dạng, mặc rất là đứng form. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một con xanh kiểu màu dằn di như này. Một con thiết kế kiểu dằn di. Anh chị hoặc là các bác nào mà chúng ta thích những cái thiết kế như này thì có thể lựa em này ạ. Đó, thiết kế rất là ngày xưa như này. Mã sẽ là K513. Chiều dài sẽ là chiều dài chúng ta là 98 này, bụng là 86, đùi là 30 và ống là 19. Đó, con này thì khả năng sẽ phù hợp với các bác hơn. Các bác thì em thấy thường là thích những cái kiểu phối màu dằn di như thế này. Chúng ta có hai cái túi trông rất là chiến ở đây. Hai cái túi cực kỳ to của anh chị, ta có thể là đựng đồ các thứ thoải mái. Bên trên này vẫn có túi này. Đó, thiết kế được dằn di, form dáng thì cũng tương đối là dễ mặc. Có điều là cái thiết kế họa tiết này thì khả năng là các bác trung tuổi sẽ rất là thích này. Một con Unlimited Ability đây, ta có tag nguyên tag mark ở đây. Con này sẽ là khoảng size 33 là quý anh chị cũng như là các bác chúng ta có thể là mặc vừa. Lựa em này, lựa con này mặc cũng khá là hay. Chất liệu của em nó sẽ là không có giãn. Đó, lên mặc lên cực kỳ đúng form cho quý anh chị. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một con xanh này. Một con màu xanh. Một con màu xanh dương như thế này. Con này sẽ có mã là K514. Chiều dài sẽ là 98, bụng là 82-100, đùi 32 và ống là 19. Con này thì chúng ta có cái thiết kế cạp là thiết kế cạp bo chun như thế này. Chun còn cực kỳ là co giãn, mặc rất là thoải mái cho quý anh chị. Đó, chất liệu của em này sẽ là một chất cực kỳ dày dặn luôn, sờ cực kỳ là đầm tay, rất là chắc chắn. Đó, nó sẽ hơi co giãn như thế này, hơi co giãn, cái độ co giãn nhẹ thôi. Quý anh chị chúng ta mặc đảm bảo là thoải mái rồi. Cái form này cũng là một cái form kiểu rộng rãi cho quý anh chị rồi. Mã là K514, chiều dài 98 này, bụng là 82-100, đùi 32 và ống là 19. Con này lên form tương đối là dễ. Đó, con này sẽ là một cái con màu xanh hơi sáng một chút, mặc cực kỳ là trẻ. Yên tâm là con này để mà phối đồ con này cũng rất là dễ thôi. Đấy, cái độ dài của nó sẽ là rất là một cái độ dài vừa phải thôi, không quá dài. Ống rất là rộng rãi cho quý anh chị có thể lựa em này mặc rất là thoải mái. Tiếp theo là một con màu đen. Tiếp theo sẽ là một con màu đen như thế này. Mã là K515. Chiều dài sẽ là 96, bụng là 74-96, đùi là 28 và ống là 17. Đó, một con của Edwin. Chúng ta lại có một con của Edwin này. Quý anh chị có thể thấy cái tag nó đã may ở đây. Đó. Rồi, con này cũng là một cái thiết kế cạp chun, co giãn còn rất là tốt, còn khá là mới. Đó, một cái thiết kế màu đen form dáng suông, mặc rất là dễ mặc, dễ mặc dễ dùng, mặc với phối cái gì cũng được. Đó, chúng ta có cái thiết kế dây cũng khá là hay ở đây, có thể là điều chỉnh được. Đấy, con này thiết kế chu này vẫn có cúc ở đây. Rồi, một con màu đen tương đối là đơn giản basic, có thể là mặc đi chơi đi làm đều được hết. Đấy, chất liệu thì nó sẽ là một cái chất liệu co giãn cực kỳ tốt cho quý anh chị. Con này giật không bay không xù luôn. Đó, con này khả năng là chúng ta
mặc lên rất là thoải mái nhẹ nhàng. Với con này chất liệu của nó sẽ là một cái chất liệu độ dày rất là vừa phải, và đảm bảo một điều là con này chúng ta không sợ bị nhăn nha, không sợ bị nhăn đó, nó về form rất là tốt. Mã sẽ là K515, rồi một con màu đen rất là dễ dùng cho quý chị. Tiếp theo này, sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con hàng đến từ thương hiệu Uniqlo. Đây quý anh chị có thể thấy là chúng ta còn nguyên tắc mác của Uniqlo ở đây, một con hàng chính hãng của Uniqlo. Đó, con này sẽ là một con màu đen trơn, form dáng thì tương đối, cũng là một cái form rất là dễ dùng của quý anh chị. Đó, form dáng lên rất là chuẩn. Mã sẽ là K516, chiều dài là 98, bụng là 76-88, đùi là 29 và ống là 16. Đó, con này sẽ là một con rất là dễ dùng cho quý chị, form dáng cực kỳ đơn giản, mà có thể là trong tất cả các trường hợp chúng ta đều có thể là sử dụng con này. Đó, khá là nhiều những cái con màu đen, hôm nay chúng ta có khá là nhiều những con màu đen để quý anh chị chúng ta có thể lựa chọn. Màu đen sẽ là một cái màu rất là dễ dùng cho quý anh chị. Rồi, con này thì chất liệu cũng rất là ok, vì chất liệu rất là dày dặn, nó sẽ là một cái chất vải nó hơi co giãn nhẹ thôi, không có giãn mấy. Đó, yên tâm là vải này không bị xù, không hề xù một tí nào, rất là dày dặn. Đó, một con hàng chính hãng của Uniqlo, quý anh chị có thể là lựa con này mặc lên rất là ok. Đó, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có tiếp tục một con màu đen nữa, lại là một con màu đen đây, biết của nhà nào. Con màu đen này thì cái màu nó sẽ là hơi thiên hướng sang cái màu ghi một chút. Con này thì là cũng lại là một con của Uniqlo này, chúng ta có một cái tag cực kỳ uy tín của Uniqlo ở đây. Cả của nó sẽ là một cái cạp chun mặc cực kỳ thoải mái luôn. Đó, quý chị chúng ta bụng mà hơi to to tí mặc vẫn rất là ok. Đó, là lượt rất là khoảng phiêu này. Đó, form dáng cực kỳ là ok. Quý chị có thể thấy cái form dáng của nó rất là đẹp. Mã sẽ là K517, chiều dài là 98, bụng là 74-88, đùi 32 và ống là 18. Con này sẽ là một cái con màu đen ghi. Đó, lên form thì rất là ok, và màu sắc này cũng là một trong những cái màu tương đối là dễ mặc, dễ dùng. Đặc biệt cái cạp này sẽ là một cạp lên cực kỳ uy tín cho quý chị này, mặc cực kỳ thoải mái luôn. Rồi mã là K517. Đó, quý chị có thể thấy toàn bộ form dáng của nó sẽ như này. Đó, rồi tiếp theo chúng ta lại có một con màu xanh nữa này. Lại là một con thiết kế màu xanh như này. Con này sẽ là một con tương đối là đơn giản, dễ mặc, dễ dùng thôi. Đó, chất liệu sẽ là một cái chất liệu rất là mềm mịn như này. Đây, quý chị có thể thấy con này sẽ là không có giãn ạ. Một con của Zara, chúng ta có một cái tag Zara ở trong như này. Rồi, mã của con này sẽ là mã K518, chiều dài sẽ là 100 này, bụng là 74-92, đùi 32 và ống là 18. Để quý chị có thể thấy form dáng bên này. Anh chị nào mà chúng ta ưng như này thì có thể là nhanh tay đặt hàng này. Đó, form dáng tương đối là đơn giản thôi, dễ mặc. Có điều là cái màu sắc này, quý anh chị nào mà chúng ta thích nổi nổi một chút thì lựa những cái con màu như này. Rồi, sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một con màu đen, và nó thiết kế cái họa tiết nó sẽ là hơi kiểu chéo chéo như thế này. Đó, quý anh chị có thể thấy cận chất cũng như là cận cái họa tiết của nó như thế này. Rồi, một con hàng tương đối là dễ dùng thôi, màu vì nó là màu đen. Đó, thêm những cái họa tiết nó tương đối là dễ dùng, không có vấn đề gì cả. Đó, rồi, con này sẽ là một cái con form dáng cũng tương đối là gọn. Con này sẽ là một con vải tương đối gọn gàng cho quý anh chị. Mã sẽ là K519, chiều dài sẽ là 95 này, bụng là 82-88, đùi 26 và ống là 16. Mã K519, đó, form dáng tương đối là dễ mặc, dễ dùng. Đó, rất là đơn giản, basic thôi, không có gì để, không có gì nhiều để nói với em này. Rồi, cũng là một cái chất liệu rất là dày dặn và co giãn cực kỳ tốt cho quý anh chị, mặc lên đảm bảo thoải mái luôn. Rồi, đây là sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay. Rồi, vậy em đã lên hết tất cả những sản phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng. Xin được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.